Xin chào tất cả các em học sinh khối 4 thân yêu. Cô tên là Thanh Trúc, giáo viên của trường tiểu học Kim Đồng, quận 12. Hôm nay cô rất vui vì lại được đồng hành cùng các em trong bài giảng trực tuyến môn toán ngày hôm nay. Các em đã chuẩn bị đầy đủ sách, vở, bút và thước chưa nào? Chúng ta bắt đầu vào giờ học nhé! Ở tiết 1, bài 19, biểu thức có chứa hai chữ tính chất sao hoáng của phép cộng. Các em đã tìm hiểu và biết cách tính giá trị biểu thức có chứa hai chữ. Trước khi bắt đầu tiết học mới, cô và các em cùng tham gia một trò chơi mang tên thu hoạch cà rốt nhé. Các em hãy giúp bạn Thỏ thu hoạch được các củ cà rốt bằng cách thực hiện đúng yêu cầu của bài toán sau nhé. Viết giá trị của biểu thức vào ô trống. Nào, các em hãy vận dụng những kiến thức đã học và nhanh chóng cho cô biết đáp án nhé. Khi A bằng 300, B bằng 500, giá trị của biểu thức A cộng B bằng bao nhiêu? À, đúng rồi, khi A bằng 300, B bằng 500, giá trị của biểu thức A cộng B bằng 300 cộng 500 chính là bằng 800. Thế còn giá trị của biểu thức B cộng A khi A bằng 300, B bằng 500 thì sao các em nhỉ? Chính xác, cũng là 800. Tiếp tục nào. Thế khi A bằng 3.200, B bằng 1.800, giá trị của biểu thức A cộng B bằng bao nhiêu? À đúng rồi, chính là bằng 5.000. Vậy, giá trị của biểu thức B cộng A khi A bằng 3.200, B bằng 1.800. Chính xác, cũng là 5.000. Cô xin chúc mừng các bạn đã tính nhanh, đúng và hoàn thành bảng trên. Các bạn đã giúp bạn Thỏ thu hoạch được những củ cà rốt ngon lành rồi đấy. Qua bảng trên, có phải rằng các bạn đều nhận thấy giá trị của biểu thức A cộng B và biểu thức B cộng A rất đặc biệt phải không nào? Vậy tại sao lại xuất hiện điều đặc biệt trên? Đó là một sự ngẫu nhiên hay là một điều mới lạ trong toán học? Cô mời các bạn cùng khám phá trong tiết học ngày hôm nay. Tiết 2, bài 20. Biểu thức có chứa hai chữ. Tính chất sao hoáng của phép cộng. Trong tiết 2, bài biểu thức có chứa hai chữ tính chất sao hoáng của phép cộng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung sách giáo khoa trang 42 và 43. Các em cùng theo dõi nhé. Tiết học này sẽ giúp cho các em nhận biết tính chất sao hoáng của phép cộng và bước đầu sử dụng tính chất sao hoáng của phép cộng trong một số trường hợp đơn giản. Bây giờ, cô mời các em cùng khám phá bài học với cô nào. Cô mời các em theo dõi một ví dụ sau. So sánh giá trị của hai biểu thức A cộng B và biểu thức B cộng A trong bảng sau. Các em thấy bảng trên có mấy dòng và đó là những dòng gì? À đúng rồi, bảng này có 4 dòng. Dòng thứ nhất là các giá trị của chữ A. Dòng thứ hai là các giá trị của chữ B. Dòng thứ ba là giá trị của biểu thức A cộng B. Và dòng cuối cùng là giá trị của biểu thức B cộng A. Vậy để so sánh giá trị của hai biểu thức A cộng B và biểu thức B cộng A, các em cần làm gì? Đúng rồi, các em sẽ thay lần lượt các giá trị của chữ AB này vào từng biểu thức và hãy tính giá trị của biểu thức. Sau đó, hãy so sánh giá trị của hai biểu thức này. Các em cùng thực hiện lần lượt nhé. Với cột thứ hai, chúng ta có giá trị của chữ A là 20, B là 30 thay vào biểu thức A cộng B ta có. A cộng B bằng 20 cộng 30 bằng 50. 50 là một giá trị của biểu thức A cộng B khi A bằng 20 và B bằng 30.
Bây giờ với các giá trị của AB đó, các em thay tiếp vào biểu thức thứ hai ở dòng thứ tư nhé. Ta sẽ có B cộng A bằng 30 cộng 20 bằng 50. 50 là một giá trị của biểu thức B cộng A khi A bằng 20, B bằng 30. Sau khi tìm được giá trị của hai biểu thức trên, các em có nhận xét gì về giá trị của biểu thức A cộng B và B cộng A với A bằng 20, B bằng 30? Đúng rồi, các em đều nhận thấy khi thay A bằng 20, B bằng 30 thì giá trị của A cộng B và của B cộng A bằng nhau. Bây giờ, các em hãy tiếp tục thay các giá trị khác của AB và tiếp tục so sánh giá trị của hai biểu thức trên nhé. Cột thứ 3, chúng ta sẽ có giá trị của A bằng 350, B bằng 250. Tương tự, chúng ta làm như cột thứ 2. Thay vào biểu thức thứ nhất, ta có A cộng B bằng 350 cộng 250 bằng 600. 600 là một giá trị của biểu thức A cộng B khi A bằng 350 và B bằng 250. Vẫn với hai giá trị đó, ta thay tiếp vào biểu thức thứ hai. Các em sẽ có là B cộng A bằng 250 cộng 350 bằng 600. 600 là một giá trị của biểu thức B cộng A khi A bằng 350, B bằng 250. Tương tự như cột thứ hai, các em hãy so sánh giá trị của A cộng B và của B cộng A với A bằng 350, B bằng 250. Đúng rồi, khi thay A bằng 350, B bằng 250 thì ta thấy giá trị của A cộng B và của B cộng A bằng nhau. Đến cột cuối cùng, chúng ta sẽ có hai giá trị của AB lần lượt là 1208 và 2764. Tương tự như cột trên, thay vào biểu thức thứ nhất ta có A cộng B bằng 1208 cộng 2764 bằng 3972. Với hai giá trị đó, ta thay tiếp vào biểu thức thứ hai. Các em sẽ có là B cộng A bằng 2764 cộng 1208 bằng 3972. Tương tự như cột trên, các em hãy so sánh giá trị của A cộng B và của B cộng A với A bằng 1208, B bằng 2764. Đúng rồi, các em đều nhận thấy khi thay A bằng 1208, B bằng 2764 thì giá trị của A cộng B và của B cộng A là bằng nhau. Vậy giá trị của biểu thức A cộng B luôn như thế nào với giá trị của biểu thức B cộng A vậy các em? Đúng rồi, ta thấy giá trị của A cộng B và của B cộng A luôn luôn bằng nhau. Và chúng ta cũng viết được như sau. A cộng B bằng B cộng A. Em có nhận xét gì về các số hạng trong hai tổng A cộng B và B cộng A? Đúng rồi, các số hạng trong hai tổng trên giống nhau, đều là A và B. Khi đổi chỗ các số hạng của tổng A cộng B, ta được gì? Chính xác, ta được tổng B cộng A. Hay ta nói, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Cô nhắc lại, A cộng B bằng B cộng A. Hay ta nói, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Viết và nói như trên chính là nêu tính chất sao hoáng của phép cộng.
Để khắc sâu thêm kiến thức, cô mời các em hãy cùng nhắc to lại một lần nữa nào. A cộng B bằng B cộng A. Hay ta nói, khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Bây giờ, cô mời các em cùng thực hành vận dụng tính chất sao hoán của phép cộng để làm các bài tập nhé. Trong bài hôm nay, bài tập các em cần làm đó là bài 1 và bài 2. Bài 1. Nêu kết quả tính. Câu A. Phép cộng thứ nhất. 468 cộng 379 bằng 847. Phép cộng thứ hai. 379 cộng 468 bằng 3 chấm. Câu B. Phép cộng thứ nhất. 6.509 cộng 2.876 bằng 9.385. Phép cộng thứ hai. 2.876 cộng 6.509 bằng 3 chấm. Câu C. Phép cộng thứ nhất. 4.268 cộng 76 bằng 4.344. Phép cộng thứ hai. 76 cộng 4.268 bằng 3 chấm. Bài tập 1 yêu cầu các em làm gì vậy nhỉ? À đúng rồi, bài tập 1 yêu cầu nêu kết quả tính. Bây giờ, các em hãy cùng nêu thật lớn kết quả tính của mỗi phép cộng trong từng câu A, B và C nhé. 379 cộng 468 bằng bao nhiêu nhỉ? 379 cộng 468 bằng 847. Vì sao lại khẳng định 379 cộng 468 bằng 847? Đúng rồi các em ạ, vì khi ta đổi chỗ số hạng trong cùng một tổng thì tổng không thay đổi. Vậy là các em đã nhận thấy được, dựa vào phép cộng ở dòng trên, ta có thể nêu được nhanh kết quả phép cộng ở dòng dưới. Hay nói cách khác là các em đã biết cách vận dụng tính chất sao hoán của phép cộng. Tương tự, các em hãy nêu thật to kết quả tính của câu B nào. 2.876 cộng 6.509 bằng bao nhiêu nhỉ? À, 2.876 cộng 6.509 bằng 9.385. Chính xác. Vì 6.509 cộng 2.876 bằng 9.385 nên khi ta đổi chỗ thành 2.876 cộng 6.509 thì tổng không thay đổi nên vẫn bằng 9.385. Thế câu C, kết quả tính là bao nhiêu nhỉ? Cùng nêu to nào. 76 cộng 4.268 bằng 4.344. Vì sao ta lại khẳng định 76 cộng 4.268 bằng 4.344? Đúng rồi các em ạ, vì khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Các em thân mến, vậy là các em đã nhớ và biết cách áp dụng tính chất sao hoán của phép cộng rồi. Cô nhận thấy các em hoàn thành bài tập 1 khá là dễ dàng. Bây giờ, cô mời các em qua bài tập 2, tìm hiểu về vận dụng tính chất sao hoán của phép cộng trong một số trường hợp khác nữa nhé. Bài 2. Viết số hoặc chữ tích hợp điền vào chỗ chấm. Câu A. 48 cộng 12 bằng 12 cộng 3 chấm. 65 cộng 297 bằng 3 chấm cộng 65. 3 chấm cộng 89 bằng 89 cộng 177. Câu B. M cộng N bằng N cộng 3 chấm. 84 cộng 0 bằng 0 cộng 3 chấm. A cộng 0 bằng 3 chấm cộng A bằng 3 chấm. Bài tập 2 yêu cầu các em làm gì? À đúng rồi, bài tập 2 yêu cầu viết số hoặc chữ thích hợp điền vào chỗ chấm.
Các em hãy dựa vào kiến thức chúng ta đã khám phá được và vận dụng vào bài tập 2 nhé. Hãy suy nghĩ và làm bài tập 2 vào vở. Sau khi làm xong, các em hãy theo dõi video tiếp nhé. Nào, các em cùng cô kiểm tra xem thành quả lao động của mình nhé. 48 cộng 12 bằng 12 cộng 48. Vì sao nhỉ? Đúng rồi, vì A cộng B bằng B cộng A, nên 48 cộng 12 cũng bằng 12 cộng 48. Tương tự, 65 cộng 297 bằng 297 cộng 65. 177 cộng 89 bằng 89 cộng 177. Câu B, M cộng N bằng N cộng M. 84 cộng 0 bằng 0 cộng 84. A cộng 0 bằng 0 cộng A bằng A. Vì sao A cộng 0 bằng 0 cộng A và bằng A? Đúng rồi, vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính nó. Bây giờ kiểm tra xem bài làm của các em có giống kết quả trên không nhé. Nếu các em có kết quả giống bài làm này thì cô xin chúc mừng các em nhé. Các em thân mến, ở bài giảng hôm nay cô trò mình đã cùng nhau tìm hiểu về tính chất sao hoán của phép cộng. Các em đã nhớ và biết áp dụng tính chất sao hoán của phép cộng rồi đấy. Để thưởng cho các em chăm chỉ trong học tập, cô mời các em cùng tham gia trò chơi ông non học Việt. Các em hãy giúp những chú ong non trả lời đúng các câu hỏi sau để có thể hút được mật ngon của những bông hoa hướng dương xinh đẹp nhé. Câu 1 có nội dung như sau. Đúng hay sai? A cộng B bằng B cộng A. Đúng hay sai? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ câu trả lời nhé. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án nào. Có phải là đúng không nhỉ? Chính xác. A cộng B bằng B cộng A. Chúng ta cùng tiếp tục nào. Câu 2. Điền vào chỗ trống cho thích hợp. 225 cộng 130 bằng 130 cộng 3 chấm. A. 225. B. 355. C. 130. D. 130 cộng 225. Là đáp án A, B, C hay D vậy nhỉ? Đáp án A có đúng không nào? 225 cộng 130 bằng 130 cộng 225. Các bạn đã nhớ tính chất giao hoán của phép cộng rất tốt. Tiếp tục thôi nào. Câu 3 có nội dung như sau. Chọn câu trả lời đúng nhất. Tìm x biết 45 cộng x bằng 55 cộng 45. A 45, B 55, C 100, D 0. Chúng ta cùng suy nghĩ câu trả lời nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra đáp án. Có phải là đáp án A không nhỉ? Oh no! Ôi, không chính xác rồi. Thế còn đáp án B thì sao? Cô xin chúc mừng các bạn đã chọn đúng đáp án B nhé. Cô xin chúc mừng các em đã giúp được các bạn học nào hút được mật ngọt của những bông hoa xinh đẹp. Qua trò chơi vừa rồi, có phải đã giúp các em củng cố được kiến thức mới trong bài học hôm nay đúng không nào? Ở nhà, các em hãy xem lại bài giảng cũng như là luyện tập nhiều lần để nắm vững kiến thức hơn nhé. Tiết học hôm nay đến đây là hết rồi. Chắc hẳn các em đã khám phá được rất nhiều kiến thức mới đúng không nào?
hãy cùng vận dụng vào nhiều bài tập sau nhé. Tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.